Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, những khát vọng tầm thường của con người đẩy con người đi từ chỗ tìm hết khát vọng này đến khát vọng khác. Thánh Agostino, Ngài đã thốt lên lạy Chúa: Chúa dựng nên con để cho Chúa, và tâm hồn con khắc khoải lo âu cho được lúc đến lúc nghỉ yên trong Chúa. Chỉ có tìm được đấng chân thiện mỹ, chỉ có thể tìm được đấng ban lại nước hằng sống, chúng ta mới có thể thoát được những cái cơn khát vọng của trần gian. Tập thể đó mời gọi chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của con người. Con người chúng ta là những chuỗi những khát vọng, và những khát vọng trần thế không bao giờ làm thỏa mãn con người được. Chỉ có nơi Thiên Chúa chúng ta hướng về, chúng ta bám lấy thì mới có thể làm thỏa mãn được những khát vọng đó. Với tập thể đó, giờ đây chúng ta xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta để xứng đáng được hạnh thánh lễ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chi dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn chay hám mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yêu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến truy cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời. Cho chúng tôi nước uống đi. Lời Chúa trong sách Xuất Hành đoạn 17 từ câu B đến hết câu 7. Trong xe mẹ, dân khét nước nên để tiêu trách ông Mô-xê rằng: ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khét hay không? Ông Mô-xê kêu lên cùng Đức Chúa: con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa thôi là họ ném đá con. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Ninh, về đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá núi, ở núi Khô-rết. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Mô-xê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Mê-xê và Mê-ri-va, nghĩa là thử thách và gây sự. Vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Đó là lời Chúa. Anh em nghe tiếng Chúa, ước gì anh em.
trời là Thiên Chúa tạo dựng nên ta. Người chân dân ta trong đàn chiên của mọi người nào cùng tung hô và phục bao vây tôn thờ. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, ước gì anh em nghe tiếng người người phàm các người chớ cứng lòng. Nào hãy nghe lời anh em, hãy nghe tiếng Chúa và chớ cứng lòng từ như nhờ thánh thần người ban cho ta. Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 5, câu 1 đến câu 2, câu 5 đến câu 8. Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào được ân sủng Thiên Chúa như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Trong cảnh như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính. Họa may, có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, Thiên Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sica, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con ông là Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mệt mỏi nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước." Lúc đó các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ của Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị,
cho tôi chút nước uống thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hẳn sâu. Chị ấy nói, thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hẳn sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giê-xu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi sẽ cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Đức Giê-xu, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Người bảo chị ấy, chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Đức Giê-xu bảo, chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, tôi thấy ông là một ngôn sứ thật. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Đức Chúa phán, này chị, hãy tin tôi. Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các ngươi thờ đấng các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết Đấng Mêsia gọi là Đấng Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giê-xu nói, đấng ấy chính là tôi. Người đang nói với chị này. Vừa lúc đó các môn đệ trở về, các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một người phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi thầy cần gì vậy, hoặc thầy nói gì với chị ấy. Người phụ nữ để vỏ nước lại, vào thành và nói với người ta, đến mà xem. Có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Trong khi đó, các môn đệ thưa với người rằng, Rabbi, xin mời thầy dùng bữa. Người nói với các ông, thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết. Các môn đệ mới hỏi nhau, đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng? Đức Giê-xu nói với các ông, lương thực của thầy là thi hành ý của đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Nào anh em đã chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng và đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lời được để được sống muôn đời. Và như thế cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ kẻ này gieo, người kia gặt quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì anh em không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giê-xu vì lời người phụ nữ đã làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giê-xu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là Đấng Cứu Độ trần gian. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Kính thưa cộng đoàn, có ai mà đã từng đi làm thủy lợi
Hoặc là có ai mà đã bước chân trên những cái bước cắt nóng bỏng của sa mạc? Trên trời thì trời nắng chang chang, dưới đất thì khô cằn nóng bỏng, thì người đó mới cảm thấy được sự quy trọng của nước. Nước để làm thỏa mãn những cơn khát của con người. Và dân gia thang Do Thái trong bài đọc một sách Xuất Hành chương 17 mà chúng ta vừa nghe ở trong bài đọc một nói đến điều này. Một hành trình bước vào trong sa mạc nóng bỏng khô cháy, sau khi thỏa mãn được cái cơn đói, Chúa đã cho manna và chim cút bay ra trần trời để làm thỏa mãn cơn đói của họ, thì họ lại bị rơi vào một cái thử thách khác, đó là khát thiếu nước. Chúng ta đã nghe một vài câu thánh vịnh nói: bên mạch nước Meriba ta thử lòng người. Meriba ở trong bài đọc một chúng ta có nghe nói tới, đó là hòn đá của sự thử thách. Và ở nơi đây chính Thiên Chúa qua cái lệnh truyền cho Môsê đến dùng cái gậy mà ông đã đập xuống dòng sông Nin để xuống dòng biển đỏ, để cho dân đi qua biển đỏ khô cằn, dùng chiếc gậy đó để đập vào một tảng đá nơi mà người ta cứ tưởng rằng chẳng bao giờ có nước được. Và chính Thiên Chúa ngài đã làm gì? Ngài đã làm phép lạ và ngài đã ban tặng cho dân một mạch nước, mạch nước mê vị bạc, mạch nước của sự thử thách. Và chính mạch nước này đã làm thỏa mãn những cơn khát vọng, thỏa mãn cho cả con người, cho cả đàn gia súc ở trong hành trình sa mạc 40 năm của dân Israel. Khát, cơn khát đó không chỉ dừng lại ở cơn khát nước, mà còn có những cái khát vọng khác của con người. Hình ảnh của chị người Samari ở trong bài tin mừng cho chúng ta thấy một cái cơn khát khát mà chính Chúa Giêsu đã vạch trần cái cơn khát này. Chị về gọi chồng chị ra đây. Chị nói rằng: tôi không có chồng, tôi không có chồng. Chị đang đi tìm thỏa mãn cái dục vọng của mình qua những mối tình năm đời, năm người tình, và người tình đang sống là người tình thứ sáu, không phải là chồng. Thỏa mãn khát vọng, thỏa mãn dục vọng của con người, nhưng mà cuối cùng chị có tìm được đâu, có tìm được đâu. Chị ví cái cuộc đời tìm kiếm của mình như là hàng ngày đi ra bờ giếng Jacob để đổi kiếm nước về, về uống rồi lại khát. Tất cả ông Schopenhauer, một triết gia người Đức, đã nói rằng những người dựng nên, những người chế tạo ra những cái thứ để làm thỏa mãn những cái khát vọng của con người không bao giờ dừng lại cả, bởi vì con người không bao giờ thỏa mãn được khát vọng của mình. Hết khát vọng này đến khát vọng khác. Cho nên người dân gian Việt Nam người ta cũng nói là lòng tham của con người có đáy, không có đáy. Tôi ước mong có được một cuộc sống tương đối, thức ăn ngày ba bữa, có được một cái sự dành dụm để cho vấn đề tương lai cho con cái. Có được rồi, tôi lại ước mong một cái chuyện khác, nó lớn hơn, và dần dần lớn hơn được. Rất nhiều những khát vọng của con người được lặp đi lặp lại, nhưng mà cuối cùng chẳng bao giờ con người cảm nhận được cái sự thỏa mãn khát vọng. Người phụ nữ trong bài tin mừng của vậy, không bao giờ thỏa mãn được khát vọng của mình năm sáu đời người tình. Và ngày hôm nay có một thứ cho chúng ta cảm nghiệm là có thể thỏa mãn cơn khát. Đồng lời
về, tôi nói với ông bà anh chị em, Thánh Augustino 33 tuổi ông mới đón nhận cái tiếng cửa tôi. Sau một thời rất dài với danh vọng, với quyền lực và có lẽ cả với tiền tài nữa, tìm kiếm và cuối cùng bị Chúa đánh cùng ngã, ông đã nhận phép rửa tội vào năm 33 tuổi. Đương nhiên là có lời tác động qua lời cầu nguyện của người mẹ là bà Monica và lời tác động những bằng trí thông minh của ông Thánh Ambrosio. Thế nhưng mà chính Chúa đã đánh đổi ông. Cho đến khi ông phải thốt tên lạy Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con khắc quải mòn mỏi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Chỉ có ở nơi Ngài, người ta mới tìm được cái khát vọng, thỏa mãn cái khát vọng thực sự. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đến xin người phụ nữ nước để uống. Luật của người Do Thái có một cái sự khác biệt, và có lẽ đây là một cuộc gặp gỡ hy hữu, bởi vì theo luật thì người Samari không được, người Do Thái, Judea và Galilea không được nói chuyện với những người Samari. Gặp gỡ, tiếp xúc là một điều cực kỳ. Thế nhưng cuộc gặp gỡ hy hữu này đã cho chúng ta thấy được bước đi trước của Thiên Chúa, và chính Ngài xin nhưng cuối cùng Ngài lại ban cho. Và cái người được hưởng là một người đến tưởng rằng mình cho nhưng cuối cùng mình phải xin lại, là người phụ nữ. Chị đã tin, chị đã chạy về trong làng và chị nói với nhân chúng như vậy: đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Chúa Giêsu khẳng định Ngài là Đấng Messiah, Ngài là Đấng đến có thể đem lại nước hằng sống cho con người. Và con người đáp lại bằng việc giờ này, lúc này đây, cái việc thờ phượng Chúa không chỉ dừng lại ở trên núi này hay là ở Jerusalem, nhưng việc thờ phượng là ở trong thần khí và sự thật. Chỉ có tôn trọng thần khí, chỉ có đón nhận thần khí và tôn trọng sự thật thì con người mới có thể đón nhận một cách trọn vẹn và làm thỏa mãn được cái cơn khao khát của tâm hồn, những khát vọng của tâm hồn. Còn những thứ của cuộc đời này chỉ là ảo tưởng trong quá, tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Và chỉ có một thứ tồn tại, đó là ơn cứu độ, đó là nước trời, đó là điểm đến của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thử nước đó, nước hằng sống, nước của đức tin, nước của lòng mến, nước của lòng thầy. Nước đó là nước Thánh Thần, là nước của bác ái mà chúng con cần phải đón nhận. Và chính khi chúng con đón nhận từ nơi Chúa thì chúng con sẽ thỏa mãn được những khát vọng của tâm hồn. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta sống tâm tình sám hối, sống tâm tình mùa chay, để có thể đón nhận, để có thể làm thỏa mãn những cơn khát ở trong tâm hồn của mình bằng việc đón nhận Chúa là Đấng Cứu Độ, Chúa là Đấng ban phát nước hằng sống qua bí tích Thánh Thể mà chúng ta đón nhận mỗi ngày. Amen. Anh chị em thân mến, những nỗi khát vọng của con người chỉ có thể lấp đầy được nhờ vào ân sủng tình yêu và ơn cứu độ mà chính Đức Kitô ban tặng. Chúng ta cảm tạ, chúng ta tôn vinh Chúa và xin Chúa cho chúng con tiếp tục biết đón nhận những thứ nước hằng sống ân sủng của Chúa này để chúng con làm thỏa mãn tâm hồn của chúng con. Với tận tình đó, chúng ta xin Chúa, xin dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Hội thánh đã được lãnh nhận nước hằng sống là Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh biết đem Chúa là nước hằng sống đến cho mọi người. Thiệt lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
Chúa dùng bùa chay để thanh luyện chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban Thánh Thần để người biến đổi mọi tín hữu lên người mới, biết thờ phượng Chúa đích thực trong tâm hồn. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Giảm bớt chi tiêu ăn uống để chia cơm xẻ áo cho những anh em đói khổ nghèo nàn là lời mời gọi tha thiết trong mùa chay thánh này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho có nhiều tâm hồn vạn đài luôn biết quan tâm yêu thương và sẵn sàng chia sẻ cho những ai đang cần được giúp đỡ. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mùa chay là mùa cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống tinh thần mùa chay cách triệt để, hầu tương quan với Chúa và với nhau ngày càng được đổi mới. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch nước đường sinh, xin ban tặng cho chúng con từ nước ấy để chúng con cảm niệm, để chúng con xoa dịu tấm lòng của chúng con, tấm lòng của những người tội lỗi, tấm lòng của những người đang còn có tâm tình thống hối ăn năn. Xin Chúa ban tặng để đổi chúng con sống mùa chay này một cách trọn vẹn nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa đại.
đầy trên Thiên Chúa đầy đấng xóa tội thần gian, không cho ai được mời đến dự tiệc chiêm Thiên Chúa. Thank you.
Chúc anh chị em đi bình an. Và ơn.